Ơi, xin chào anh em nhé. Hôm nay anh em đang định test bộ chuông này, chuông 6 này. Bây giờ hôm nay mưa, gió rất to luôn. Em bảo là đem bộ chuông này đi ra thử test thử bộ chuông này xem. Nghe tiếng cũng ấy. Đấy. Tiếng rất là lạ luôn. Giờ sẽ đóng quả chuông này vào rồi đi test tiếng cho các bạn xem nhé. Hôm nay trời mưa đấy. Bật ơi là bật. Sợ quá. Đây, giờ là đem bộ chuông này đi ra để tí nữa cắm vào diều không test. Đây, đóng vào xong rồi nha anh em nhá. Rồi quả chuông 6 rồi. Bây giờ anh em mình đi ra bãi test thử quả này. Ây da. Vẫn con diều trắng hôm trước ấy. Che liền hôm trước ấy. Rồi, đi giờ ra bãi đây. Dây, cuộn dây cầm chưa? Nếu quan được sung không? Thử xem nào. Tí về rửa đây. Đi, đi không? Đi ra ngoài vào đây giả. Chết rồi. Anh em đây ra bãi khác hả? Không giả cái bãi hôm trước nữa. Quả coi này bây giờ bao tiền? Khoảng bao tiền? Không bán à? Buổi chơi à? Thế quay lên để xem có anh em nào thích thì chuyển nhượng lại. Được giá thì vẫn bán. Đây cho cụ Quyền nó đu lên. Đấy. Chuông á. Chuông 6. Từ 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 thôi thôi thôi. Lệch rồi. Pha này lệch 190 độ. Lệch rồi, bây giờ xuống. À nó kéo à? Gió to. Bị sao? Không sao. Đi về à? Không. Chỗ có cây trước. Ừ. Gió to quá các bạn ạ. Gió to quá. Cẩn thận ngã nó dẫm bên đây đấy đấy. Bây giờ mẹ gió to. Nhờ. Sợ thật. Ừ. Gió to mẹ, gió to. Mẹ kéo cả người luôn đấy, sợ quá. Đấy là con này còn 34. 34 đấy. 4 mét khả năng nhấc người. 4 mét là nhấc người luôn. Tháo dây đi xong rồi xuống anh đỡ cho. Mấy thanh niên thả diều không? Hả? Mấy thanh niên thả diều không? Mày là người không sao cả. Ừ, mấy người không sao. Từ 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 từ. Đấy. Thần mắc mẹ dây vào rồi. Đó. Ok rồi. Tụt mẹ dây rồi. Tụt cả dây rồi. Tụt cả dây sáo. Chưa kịp lên. Các bạn là gió to nữa. Gió này to quá. Nó đặt đây buộc lại. Sợ thật. Dây sáo hay dây nèo đây? À dây lèo. Trời mới đang mưa đấy. Ướt đấy, mấy thằng đi vào kia đi cho nó đỡ ướt. Không có cái mũ cái nón gì à? Không mà. Không mà. À. Không mà. Chỉnh lại lèo cho nó ấy đi không à, lúc nãy hình như nó hơi đảo hay sao ấy. Đấy, tiếng đấy. Các bạn nghe chưa?
tiếng hay nhỉ. Cẩn thận bay người đấy. Cố lên em. Được không? Cái gì phải khổ thế nhỉ? Cẩn thận. Thôi anh em mình chốt dây ở gốc nhãn. Trời mưa to lắm. Thôi video này tạm dừng thôi các bạn ạ. Vì trời đã bắt đầu mưa mau rồi. Anh em mình có mang cái áo mưa đi đâu. Này ướt hết rồi này. Trời mưa cũng vẫn đi thả bình thường. Có gió là đi hết. Đam mê mà. Ôi hẹn gặp lại anh em trong video sau nhá. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký nhá. Cảm ơn anh em nhiều. Bye bye.